Theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp thì những trà lúa xuân giải này sẽ gieo mạ trong khung lịch từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1, nghĩa là khoảng 20 ngày nữa mới xuống giống vụ xuân. Tuy nhiên vào thời điểm này, ở một số địa phương nông dân đã vội vàng xuống giống vụ xuân, trong đó đa phần đều là các giống lúa mà ngành nông nghiệp không cơ cấu hoặc hạn chế sản xuất. Trong khi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C, nhưng nông dân vẫn xuống đồng gieo mạ. Đây là những hình thức sản xuất không tuân thủ quy trình kỹ thuật, thiếu tính khoa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thời tiết vào thời điểm cuối giờ chiều hôm qua, nhiệt độ xuống 9 độ C. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, khi thời tiết xuống dưới 16 độ C thì không gieo mạ hoặc cấy lúa. Tuy nhiên ở đây, người nông dân vẫn mặc nhiên đưa giống xuống đồng. Hơn nữa theo nông lịch của ngành nông nghiệp thì khoảng hơn 15 ngày nữa mới xuống giống trà lúa đầu tiên của vụ xuân 2014. Tôi làm riêng cái giống 2023 này là 2 sao, còn nữa cả cái giống trúng ngay với lìa nó ngắn ngay là những 5 sao, tức là không đạt 8 sao. Thế bà thì tại sao đôi rẻ thế này, ai khuyến cáo mình mà ra làm mà thế này ạ? Thực ra nói đấy thì cả trong khi lúc nó khi nó mầm trước rồi, bây giờ mầm tốt quá, nếu để ngày mai là nó tốt quá đấy. Còn đây là diện tích mạ của nông dân huyện Nghi Lộc. Cây mạ lớn như thế này nghĩa là nông dân phải gieo mạ cách đây 10 ngày. Điều đó có nghĩa là nông dân ở đây đã đi trước nông lịch của ngành nông nghiệp gần một tháng. Được biết, đối với vùng dọc sông Cấm này, gieo cấy sớm trong vụ xuân đã ăn sâu vào tư duy sản xuất của nông dân ở đây. Và để gieo cấy sớm thì người dân thường sử dụng các giống lúa dài ngày và có năng suất thấp. Cái vùng sâu trùng này để sản xuất hết diện tích thì cấy mạ già. Không có cách nào khác thì chúng tôi những vùng đặc thù này phải bố trí một số cái diện tích xuân dài ngày. Lấy bằng cái giống XC3 và một số cái giống là BTM1 và AC5 cho cái vùng này. Do vậy cái thời vụ đối với diện tích vùng này thì được bố trí theo thời vụ của xuân sớm. Do vậy trước cái khung lịch thời vụ của tỉnh. Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh là những địa phương thường gieo cấy vụ xuân rất sớm và đều sử dụng các giống cũ, dài ngày, năng suất thấp. Cũng vì gieo sớm nên mạ thường gặp rét khi gieo. Và đến khi lúa trổ thường gặp rét cuối vụ, ảnh hưởng đến năng suất. Riêng huyện Hưng Nguyên, đến thời điểm hiện nay, trên đồng ruộng ở nhiều xã, nông dân đã gieo mạ cách đây 10 ngày. Các xã ở vùng giữa đã có một số nông dân đã xuống giống X33, XTM8 và CM3. Những diện tích này chủ yếu tập trung ở các cái vùng sâu trũng để gieo cấy sớm và chủ động trong cái việc gieo cấy vụ hè thu cấy lụt, nên hoàn toàn theo cái cơ cấu chỉ đạo của huyện. Tuy nhiên thì có một số hộ vẫn gieo cấy sớm hơn so với khung thời vụ của huyện khoảng 5 đến 7 ngày. Trong những ngày vừa qua, mưa phùn gió bấc khiến nhiệt độ ngoài trời xuống thấp từ 9 đến 14 độ C. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp thì trong vụ xuân phải làm vòm phủ ni lông để chống rét cho mạ. Thế nhưng dù nhiệt độ xuống 9 độ C, người dân vẫn không có phương pháp che phủ cho mạ. Qua kiểm tra thì chúng tôi thấy có một số vấn đề cần bổ cứu. Thứ nhất là cái rã mạ sai cơ cấu. Đặc biệt là một số địa phương như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, những cái giống mà chúng tôi đề nghị là không nên sử dụng nữa thì các địa phương và nông dân vẫn làm. Thứ hai là rã mạ sớm. Tại thời điểm này một số giống xuân chính vụ bà con đã rã rồi. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị là các địa phương khẩn trương kiểm tra lại để chỉ đạo nông dân ra lịch cho đúng thời vụ. Đồng thời tiếp tục mà chỉ đạo việc quản lý nước, quản lý cơ cấu giống và quản lý thời vụ cho thật tốt. Không cơ cấu các giống có năng suất thấp, nhiễm nặng sâu bệnh như IR1820, IR17497. Tuyệt đối không được cấy sớm để tránh lúa trổ gặp rét cuối vụ. Không gieo mạ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 16 độ C. Không gieo thẳng mà phải gieo mạ có che phủ ni lông cho 100% diện tích mạ là những khuyến cáo nhằm né tránh thiên tai được ghi rất rõ tại đề án sản xuất vụ xuân 2014 của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nhiều địa phương không tuân thủ nông lịch, vẫn đưa lúa giống xuống đồng trong những ngày rét đậm, rét hại. Chính sự thiếu khoa học trong sản xuất như thế này đã làm cho sản xuất nông nghiệp chịu rủi ro nhiều hơn. Mặt khác, việc nhiều nông dân làm vụ xuân quá sớm
sẽ gây hiệu ứng không tốt cho nhiều hộ nông dân khác.